Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Và ngay sau đây chúng ta sẽ dành một ít thời gian để chúng ta sẽ cùng bàn sâu hơn về cái phương pháp kỹ thuật mới này. Xin được kính mời quý vị sẽ cùng trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Quang, chính là phẫu thuật viên chính trong cái mổ vừa rồi, cũng là đang là người thầy hướng dẫn về cái kỹ thuật mổ cắt tuyến vú qua nội soi một lỗ. Thưa giáo sư và tiến sĩ Lê Hồng Quang, như vậy thì rất nhiều ý kiến, đây là lần đầu tiên là ở thực hiện tại Việt Nam cũng như là Đông Nam Á. Vậy thì với cái nội soi một lỗ này thì cái sẽ quan tâm là cái vậy thì cái cắt những cái khối ung thư nó có dễ dàng hay không, nó có triệt để hay không, cũng như cái kiểm soát về hạch như thế nào, thì xin được phó sư sẽ cùng chia sẻ giúp cho quý vị sẽ cùng hiểu rõ hơn.